Hai, xin chào anh em nha. Trước tiên mình cảm ơn anh em đã xem video của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn chia sẻ anh em cách làm lòng đẻ cho cá guppy. Đây trên tay mình là hai cái rổ. Hai cái này mình mua có 5.000 một cái thôi, hai cái 10.000. Hai cái rổ giống nhau. Một cái thì mình sẽ cắt như thế này. Để mình vừa cái tay mình nè. Rồi. Cấu trúc sẽ như thế này nha. Giờ mình sẽ buộc kẽm vô. Này anh em buộc bằng dây hoặc kẽm đồng nha, chứ kẽm sắt là nó sẽ mục. Buộc sơ sơ vậy là được rồi. Đấy, làm xong thì nó sẽ như thế này nha anh em. Đẹp. Thì giờ mình sẽ áp dụng thực tế cho anh em xem. Đây là hai con cá của Dumbo Red Tail của mình. Để mình lấy nét. Giờ sau khi mình gắn hai cái rổ lại với nhau thì cái phần ở dưới đây mình sẽ kiếm một cái mót nổi, mình sẽ bao xung quanh. Nó có tác dụng là để khi mình để vô hồ này nè, nó sẽ giữ cái lòng đẻ mình nó nổi. Cái phần rổ ở dưới là để cho con cá mái nó đẻ ra, nó đẻ con ra thì những cái lỗ này nè, trên rổ này các con sẽ rớt ra, để tránh trường hợp cá mẹ nó ăn con. Còn cái lỗ trên đây là để mình để cho mình dễ cho việc bắt cá ra vô. Rồi, sau đây mình sẽ thả cá. Mình thả thì mình chỉ thả cá mái vô thôi. Đây.
Để mình zoom cho anh em xem. Đó, cái máy nó nằm trong đó đó nha anh em. Rồi sau đây mình cảm ơn anh em đã xem hết video của mình nha. Mình cảm ơn anh em. Anh em hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh giúp mình nha. Mình sẽ ra những video tiếp theo hấp dẫn hơn. Cảm ơn anh em.